Vâng, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ thì cua dì 3 đã không còn một cái con cua nào nữa. Và kể từ 11 giờ thì dì 3 bắt đầu bán. Và đến 12 giờ thì hầu như là không còn một con cua nào ở trong khay nữa. Nhiều vị khách đến đây thì hầu như là đến đợi và đi về. Không còn một ai có thể mua được cua. Đây là những vị khách đã phải chạy đi xe về vì không mua được cua. Rất nhiều người phải quay xe về. Nhiều người không mua được cua đã mà gửi số điện thoại lại cho dì 3 và để ngày mai có cua sớm để mua. Đây, gia đình này đang đưa số điện thoại để cho những người mà giúp cho dì 3 ghi lại. Để ngày mai thì khi có cua thì những người này sẽ được lấy sớm. Thường thì vào khoảng 11 giờ trưa thì mọi người đến mua cua là vừa, tại vì thời điểm này thì là lúc mà dì 3 còn nhiều cua. Nhưng mà đến khoảng 12 giờ trưa thì hầu như là không còn cua để bán. Và nhiều vị khách tiếp tục đưa số điện thoại để cho người phụ cho dì 3 ghi lại để ngày mai sẽ có cua sớm để bán. Chị tên gì em ghi vô đây. Chị nhà chị ở đâu chị? Nhà chị ở đâu? Quận 3 hả? Nhưng mà hôm nay chị không mua được cua hả? À. Em lấy cua cho chị khoảng giờ 11 giờ rưỡi, 12 giờ đó. Chị lấy cho em ha. Ví dụ qua 12 giờ là em không đủ tiền đâu. Nói chung là độ 11 giờ lấy 12 giờ rưỡi lấy cho em. Rồi em lấy. Rồi cô. Dạ hết rồi, mai 11 giờ đến đấy cô. 11 giờ nha. Vâng, đây là một vị khách đội mưa đến để mua cua nhưng mà đã hết cua rồi. Không còn cua nào. Cô đến từ đâu cô? Quận nào cô? Quận 10. Quận 10 hả? À, nhưng mà cô có hay mua cua ở đây không? Đây là lần đầu tiên, phải mới về. À vậy hả? À vậy thì sao mà cô biết ở đây cô? Trên mạng á. À. À vậy hả? Có tới rồi mà hết rồi. Dạ. Nhưng mà ngày mai mình có quay lại không cô? Quay lại. Ngày mai 2 ngày rồi. Dạ. Rất là nhiều người đội mưa. Nhiều người đội mưa đến đây nhưng mà không thể mua được cua. Một bạn trẻ đây không ai mua được cua hết. Chỉ 1 tiếng đồng hồ đã không còn một con cua nào. Ở đây là dì 3 bán chỗ nào rồi? Chỗ đó à? Chứ đi khác thì thấy. Vâng, một số anh chị bán cua đến liên hệ với dì 3 để nhập cua từ Cà Mau lên thành phố để bỏ mối cho dì 3. Hôm qua mấy người lại cua anh ở đâu anh? Cua ở Cà Mau. Ở cua Cà Mau à? Thì cái giá của anh nhập nó có tốt không? Giá mình nhập có tốt không anh? Khoảng thường khoảng bao nhiêu ký á? Nếu mà cua thật chất lượng. Bánh lẻ á. Dạ. Dạ. Khoảng anh nói gì thì ba tháng nữa. À, bánh lẻ thôi, cô bán lẻ thôi. Nó tùm lên giá chưa á. À, rất nhiều giá. Nhưng mà nó dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu anh? Hả? Nó dao động giá từ bao nhiêu anh có thể không cần phải nói bí mật giá nhưng mà anh có thể. Cô đâu có biết giá tùy theo ngày. À, tùy theo ngày, tùy theo mùa. Tùy theo mùa. Dạ. Nhưng mà cua mình xuất xứ ở đâu anh? Cua Cà Mau không ạ? À, cua Cà Mau. Là từ huyện nào anh? Từ huyện nào lên? Cà Mau thì ngay Cà Mau là như vậy, như huyện Trần Thời nè, rồi huyện Tùm Lâm với huyện 2-3 loại huyện dọc Cà Mau, khu vực Cà Mau. Là mình tới hỏi con cua dì 3 hả? Không, còn mỗi dì 3 nhưng cua dì 3 không chịu đâu. Tới hỏi chưa mỗi dì 3 à? Đổ dì 3 mua cua á. Dì ơi, thì cái mũi của dì á thì lấy bao nhiêu năm rồi dì? Từ đâu vậy? Mười mấy năm rồi. 20 năm rồi, Cà Mau. Rồi mình quen rồi đúng không? Quen rồi dì 3 mua cua lấy cái vợ kia quen rồi á. Dì đâu là lý do dì lấy cái vợ cũ gì? Cái lý do nào mà khiến gì là muốn làm việc với lại cái vợ cũ thay vì những cái vợ mới? Nó cũng như là bán mua đó là từ nào tới giờ nó quen rồi, dù như thế nào đi nữa người ta cũng vẫn có mua cho mình bán là vậy đó. Với lại tình cảm là lúc mà mình trong khi mình có hữu sự gì á, người ta giúp cho mình dây gì cái chỗ đó mình cứ ơn, bởi vì dì 3 không bỏ được. Nhiều anh em chị em đồ lợi mời dì 3 mà dì 3 cũng dám mua nữa. Bất cứ ai lợi biết rằng cái món đồ để mua để vẽ thì bạn không dám mua. Nếu mà mua được thấy nó quá kỳ luôn, thấy không? Rất là nhiều người không đến đây được thì đã gọi điện cho dì 3 để hỏi thăm dì 3 cũng như là muốn ủng hộ dì 3. Thôi giờ có cua này phải ăn canh với canh cua thôi đúng không? Khi nào con có dinh dỗ đi ra thăm dì 3 nha. Okay. Cảm ơn con nha con. Nói là không có khóc nha. Đó, chào con nha. Cũng muốn với lại một phần nữa lên thăm và các em mình con coi cái chương trình YouTube nào con thấy dì 3 nè đó. Bây giờ chồng con là kêu em đi về chưa, con cũng chưa mua một con cua nào thế. Thấy tụi bay mình ở xa vô đi mà ủng hộ dì 3 giờ mua quá trời ba chị không nổi luôn á. Con cho dì 3 kìa con, tại vì con có con nhỏ lắm, con mới có 9 tháng à. Nhưng mà thấy ở trên YouTube là dì 3 bán như vậy rồi này kia đó nên kêu thôi quyết định là tụi con lên đây để mà thăm dì 3 một chuyến. Nhưng mà rất tiếc không được mua cua ủng hộ mang về tới 5 kg rồi. Chị đâu biết là sao đi sao á, con có vô mà ủng hộ dì 3 thì sao hai người cũng ăn cũng mua cho người ta. Con nói trước chị mà biết con đâu có số phone của dì 3 đâu, tại vì coi ở trên YouTube thôi chứ đâu có số phone gì á. Cô Nick cũng biết rồi á thì con nhắn tin rồi còn dì 3 có điện thoại không? Dì 3 biết toàn là tự nó tâm hả? Có em đưa số con ký cho chị chứ là chị đi. Rồi có gì con muốn ăn bao nhiêu chị lấy. Cái này thì mình có ship mà con, mình có ship về. Ship đi đâu chị? Ship về Vũng Tàu. Thôi không có ship được, xa quá. Ngày trước thì khi mà cô chưa nổi tiếng thì mỗi ngày thì cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Hả? Mỗi ngày thì cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Ngày trước á thì 12 giờ á, 12 giờ cho tới 5 giờ. Dạ. À còn 6 giờ. Dạ còn bây giờ thì chỉ bán nó khoảng 1 tiếng 2 tiếng là hết hả cô? À. Dạ. Còn giờ thì ra chiều dài nửa tiếng chừng tiếng hả? Dạ. À, mỗi ngày thì mình bán khoảng bao nhiêu ký cua cô ha? Mỗi ngày thì bây giờ mỗi ngày thì 5 kg chục. À. Gì con? Cô cảm thấy như thế nào khi mà rất là nhiều người mà đến ủng hộ cô trong thời gian qua cô? Hả? Cô cảm thấy như thế nào khi mà rất nhiều người ủng hộ cô trong thời gian qua? Thì cách đây còn 2 tháng mấy. Dạ. Thì cô cảm thấy như thế nào cô? Thì thấy gì rất là vui. Mình thấy ta ủng hộ cho mình cũng vui mừng. Khi mà đứng đây thì chúng tôi mới nhận ra được là một cái câu chuyện nghĩa tình của người dân Sài Gòn. Khi mà thấy một cái người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đi bán cua ở vỉa hè thì rất là nhiều người đã ủng hộ trong thời gian qua. Và chất lượng cua của dì 3 thì là một điều mà hấp dẫn đối với rất nhiều người. Tại vì cua ở đây thì nó rất là chất lượng, nó rất là ngon và rất là chắc. Nó không có nhiều dây như ở những chỗ khác. Và nhiều người sẵn sàng đội mưa để đến đây để ủng hộ cho dì 3, một người phụ nữ lớn tuổi và chịu thương chịu khó bán cua ở vỉa hè. Vâng, đây là cái tình người ở Sài Gòn. Mặc dù cơn mưa thì rất là nặng hạt, nhưng mà tôi thấy rất là ấm lòng khi mà những cái nghĩa cử của những con người trong xã hội với nhau. Đây là một điều rất là đáng quý, mà trong một cái xã hội mà nó bon chen và nó rất nhiều cái điều xấu đang diễn ra, những cái điều không đẹp đang diễn ra, thì bên cạnh đó thì vẫn còn những cái nghĩa cử rất là đẹp, rất là đáng trân quý. Vâng, xin cảm ơn những cái tấm lòng của những người dân Sài Gòn, những người có tấm lòng thơm thảo đã luôn ủng hộ và hỗ trợ cho một người phụ nữ nghèo bán cua ở vỉa hè như dì 3 đây.